lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu cùng quý quan khách, hàng năm cứ đến mùng 8, mùng 9 âm lịch, người dân trong và ngoài địa phương phường Khánh Hậu lại về đây dâng hương tưởng niệm ngày mất của Đức Kiến Sư Quận Tân Nguyễn Quỳnh Đức. Hôm nay ngày 6 tháng 10 nhằm ngày 8 tháng 9 năm Kỷ Hợi, Ủy ban nhân dân phường Khánh Hậu phối hợp cùng gia tộc Nguyễn Quỳnh tổ chức lễ chu niên kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đức Tiền Quân Kiến Sương Quận Công Nguyễn Quỳnh Đức và kỷ niệm 26 năm di tích lăng mộ và đền thờ Nguyễn Quỳnh Đức được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến tham dự buổi lễ hôm nay, về lãnh đạo địa phương xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hậu; đồng chí Võ Hoàng Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khánh Hậu; đồng chí Hoàng Thị Bích Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khánh Hậu, cùng các ban ngành đoàn thể phường Khánh Hậu cùng đến tham dự. Kính thưa quý vị đại biểu cùng quý quan khách, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin thông qua chương trình lễ chu niên Đức Tiền Quân Kiến Sương Quận Tân Nguyễn Quỳnh Đức gần đó qua phần thứ hai, phát biểu của đại diện gia tộc Nguyễn Quỳnh; phần thứ ba, sơ lược tiểu sử của Đức Kiến Sương Quận Tân Nguyễn Quỳnh Đức; và thứ tư là thông qua ý nghĩa ngày đại lễ; phần thứ năm, phát biểu cảm tưởng của quan khách dự lễ nếu có. Kế tiếp là phần phát biểu cảm ơn của gia tộc Nguyễn Quỳnh. Phần cuối cùng là quý quan khách cùng dâng hương tưởng niệm và tham quan lăng mộ Nguyễn Quỳnh Đức. Để đi vào chương trình, trân trọng kính mời ông Nguyễn Quỳnh Giàu, cháu đời thứ sáu của Đức Tiền Quân Kiến Sương Quận Công Nguyễn Quỳnh Đức, có đôi lời phát biểu và thông qua ý nghĩa ngày đại lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Võ Hoàng Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khánh Hậu. Kính thưa Hoàng Thị Bích Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Kính thưa các bậc trưởng thượng, kính thưa quý thân hào nhân sĩ, quý tôn giáo bạn, thật là một niềm vinh dự lớn lao cho tôi ngày hôm nay được hân hoan đón tiếp và chào mừng tất cả quý vị. Lời nói đầu tiên của tôi cho phép tôi xin được gửi đến tất cả quý quan khách lời chào kính cẩn và nồng nhiệt nhất. Tôi Nguyễn Quỳnh Giàu là hậu vệ đời thứ sáu của Đức Kiến Sương Quận Công Nguyễn Quỳnh Đức, là con cháu của Đức ông. Tôi luôn khắc ghi ơn đức cao dài, không quên cội nguồn, luôn hướng về quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt lúng, nơi mà các lân tẩm mộ thờ của các bậc tiền nhân vẫn còn đó. Chúng tôi cảm thấy một niềm vui và vinh hạnh thay khi được cùng bà con quý khách và bạn hữu thân tộc xa gần đã tề tụ về đây để chứng kiến cái thời khắc lịch sử cung nghênh ngày đại lễ Nhị Bát Niên 200 năm ngày quy tiên của Đức Cao Tổ Quận Công Kiến Sương Nguyễn Quỳnh Đức và 26 năm lăng mộ của người, lăng mộ và đền thờ của Đức Ngài được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Lễ kỷ niệm của Đức Ngài hàng năm đã trở thành một biểu tượng văn hóa, giá trị tâm linh vô cùng sâu sắc và độc đáo. Nó đã thể hiện niềm tự hào và tôn vinh của một vị võ tướng Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Trên đường thống nhất mở mang bờ cõi, Ngài đã nhiều lần nằm gai nếm mật, giàu sinh ra tử, thắng không kêu, bại không nản, vẫn một lòng kiên định, ý chí sắt son, hết lòng vì dân, vì nước, lập nên bao chiến công hiển hách.
mở mang bờ cõi từ Hải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau. Ngài đã một lòng cống hiến góp phần tạo nên hòa bình và hưng thịnh trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Người được vua Gia Long hết lòng mến mộ, mến trọng và xem người như trụ cột của triều đình Nguyễn. Tôn kính ngài như vị khai quốc công thần đã sát chỉ ngự ban dạng lý dân là lấy ý danh thơm của đức ngài bay xa dặm dặm luôn mãi với ngàn đời sau. Bút tích dạng lý dân vẫn còn được lưu mãi một cách trang trọng tại đền thờ của đức ngài. Hôm nay đây, trước sự hiện diện đông đảo của quý quan khách trong ngày đại lễ, chúng con xin đốt nén tâm hương dâng lời cầu nguyện lên đức cao tổ tiền nhân để suy tôn và nhớ đến công đức của đức ngài. Kính xin người luôn phò hộ và độ trì cho quốc thái dân an. Kính thưa quý vị quan khách, ngày kỷ niệm hàng năm và năm nay thật là một ngày lễ trọng đại để chúng ta có dịp ôn cố tri tân noi gương đức ngài. Chúng con nguyện sống là phải hết mình yêu nước thương nòi để xứng đáng là thế hệ sau. Hôm nay cho dù người xưa đã khuất, nhưng tên tuổi và uy danh của ngài vẫn sống mãi trong lòng của mọi người dân Việt. Đã 200 năm trời trôi qua, nhưng đất nước này, lịch sử này vẫn muôn đời ngàn đời ghi nhớ. Đức ngài đã lưu lại cho hậu thế tiếp nối một tấm gương trong vì đức trung can nghĩa khí chói ngời, đã hết lòng vì nước mà hy sinh, vì nhân dân mà tận tụy, nhân dân cả đời mình cho đại nghiệp luôn đất trên đất nước của chúng ta. Đó chính là ý nghĩa của ngày lễ. Nói về tấm gương trong, nói về tấm gương trung can nghĩa khí của đức tiền quân tiến sư Nguyễn Công Nguyễn Bùi Đức, xin trân trọng kính chào, cầu xin đức thượng đế ban ân lành cho tất cả quý quan khách thân tâm an lạc, quý thể hương thường tâm linh sáng suốt trên bước đường phát triển của đất nước. Xin trân trọng kính chào. Ông Nguyễn Bình Giàu, cháu đời thứ 6 của đức tiền quân kiến sư quận công Nguyễn Bình Đức. Và tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Bình Thoại, cháu đời thứ 7 thủ tự lăng Nguyễn Bình Đức, thông qua sơ lược tiểu sử của đức kiến sư quận công Nguyễn Bình Đức. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Nguyễn Văn Nhường, bí thư đảng ủy phường Khánh Hậu. Kính thưa ông Lê Minh Sang, phó bí thư đảng ủy phường Khánh Hậu. Kính thưa ông Võ Văn Tân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Khánh Hậu. Kính thưa bà Nguyễn Thị Bích Thủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Khánh Hậu. Kính thưa quý vị bà con xa gần, hôm nay được đón tiếp quý vị cùng toàn thể bà con xa gần là một vinh dự cho gia tộc chúng tôi. Nhân đây chúng tôi xin phép được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất của gia tộc chúng tôi đến với quý vị. Kính mong quý vị nhận cho sự tham dự của toàn thể quý vị trong ngày lễ kỷ niệm lần thứ 200 kiến siêu quận công đã làm cho ngày lễ tăng thêm phần long trọng và cũng nói lên lòng tôn kính và sự tưởng nhớ của quý vị đối với bậc tiền nhân, người đã từng giữ những trọng trách lịch sử oai hùng của dân tộc. Ngày nay người xưa không còn nữa, nhưng lòng trung can nghĩa khí và đức độ của người vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Những lễ kỷ niệm tu niên của đức quận công, chúng tôi cùng toàn thể quý vị cùng cầu nguyện trước anh linh hiển hách của người, cầu xin người phù hộ cho ba tánh được an khang. Kính thưa quý vị, trong bầu không khí trang nghiêm này trước đền thờ đức trưởng tiền quân kiến sư quận công,
Chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe phần sơ lược tiểu sử của Đức Kiến Xương Quận Công. Đức Kiến Xương Quận Công, Nguyễn Huỳnh Đức, tên thật là Huỳnh Công Đức, sinh ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Thìn 1748 tại dòng Cái Én, làng Tường Thánh, Tổng Hưng Nhượng, huyện Kiến Hưng, nay là khu phố Dòng Dinh, phường Thánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thân sinh ngài là Huỳnh Công Lương, được truy phong Lương Thiện Hầu, nội tổ là Huỳnh Công Châu, được truy phong Châu Ngọc Hầu, đều là võ quan hiển quân dưới triều nhà Hậu Lê. Sinh trong nhà tướng nên vừa 17 tuổi, ngài đã tinh thông võ nghệ, can đảm và sức mạnh hơn người. Ngài theo phò chúa Nguyễn Ánh, năm 33 tuổi, năm Canh Tý 1780, ngài đã từng cùng chúa Nguyễn nhiều phen vào sanh ra tử và đã có lần liều thân cứu chúa. Cảm ơn đó, chúa Nguyễn xem ngài như người trong hoàng tộc và ban cho theo họ. Từ đó tên ngài là Huỳnh Công Đức, được đổi thành Nguyễn Huỳnh Đức. Ngài được vua Gia Long phong những chức tước sau đây. Năm 1791, ngài được phong quan quản hữu quân doanh. Năm 1793, được phong chức trưởng hữu quân Tình Tây phó tướng quân. Năm 1796, được phong phân sai trưởng hữu quân Bình Tây tướng quân Tấn Hữu Thành Duy Khánh. Năm 1798, được vua cử làm đại tướng cứu viện nước Xiêm La trước cuộc xâm lấn của Miến Điện. Năm 1802, Gia Long Nguyên Niên phong ngài tước Quận Công và giữ chức tổng tấn của Nhân Thành. Năm 1810, ngài nhậm chức tổng tấn Bắc Thành. Năm 1812, vua cử ngài làm tổng hộ trong lễ Ninh Lăng của Hiếu Tương Hoàng Thái Hậu. Sau đó được vua phong chức trưởng tùy quân Quận Công và ra làm tổng tấn Bắc Thành lần hai. Năm 1815, ngài nhậm chức Gia Định Thành tổng tấn trưởng tùy quân Quận Công. Ngài ung dung từ giả cõi đời vào ngày mùng 9 tháng 9 năm Kỷ Mão 1819, hưởng thọ 72 tuổi. Sau khi ngài mất, vua Thái Tổ truy tặng Thôi Trung Dực Lận công thần đắc thắng phụ quốc thượng tướng quân Thụy Tuân Nghị. Vua Thái Tổ truy tặng Tá Dận công thần đắc tiến cán võ tướng quân trưởng tiền quân đô thống phủ trưởng phụ sự thái phó Thụy Chiêu Nghị Kiến Xương Quận Công. Ngài có bốn người con đều làm quan. Năm 1818, vua Thái Tổ gả công chúa Ngọc Châu cho con trưởng của ngài là ông Nguyễn Quỳnh Toán. Ông làm chức phó phò mã phiêu kỵ vệ quý. Năm 1829, vua Thánh Tổ gả em là công chúa Ngọc Sơ cho con thứ của ngài là ông Nguyễn Quỳnh Thành. Ông giữ chức phò mã thinh kỵ vệ quý. Ông Nguyễn Quỳnh Nhiên chức trung quân phó vệ quý. Ông Nguyễn Quỳnh Thành, ông Nguyễn Quỳnh Thỏ chức tiên phong phó vệ quý. Phần sơ lược tiểu sử đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời đại diện quý đại biểu, quý hoàng khách có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Phát biểu tại buổi lễ hôm nay, xin trân trọng kính mời ông. Dạ tộc Nguyễn Quỳnh, kính thưa quý quan khách đã có về hội tụ trong cái lễ kỷ niệm và chu niên 200 năm ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, thì hàng năm cứ đến ngày 18-19 tháng 9 âm lịch, thì khi mà canh thượng tuần hé lộ thì là kỷ niệm chu niên của đức trưởng tiến quân Kiến Xương Quận Công Nguyễn Quỳnh Đức diễn ra. Bậc hai quốc công thần kỳ nguyện đã hết lòng vì dân vì nước, trở thành là bậc trung quân ái quốc của triều Nguyễn, đã có nhiều công trạng. Đối với công trạng của Nguyễn Quỳnh Đức thì có thể chúng ta cũng đã nghe cái sơ lược về cái ý nghĩa, sơ lược về những cái công trạng. Thì trước đây thì bậc Nguyễn Quỳnh Đức của chúng ta đã lập rất là nhiều công trạng, có thể nói là không có một cái bức mực nào mà kể hết những cái công trạng của Nguyễn Quỳnh Đức đã để lại cho chúng ta. Thì kính thưa quý vị, thì nhằm tưởng nhớ đến đức trưởng tiến quân Kiến Xương Nguyễn Quỳnh Đức, thì hôm nay đảng ủy hội đồng dân
Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với lại gia tộc Nguyễn Quỳnh, phối hợp với lại các cấp và Long Trọng tổ chức cái đại lễ kỷ niệm quy niên lần thứ 200 của Đức Tiền Quân Kỹ Sư Quận Công Nguyễn Quỳnh Đức, và cái kỷ niệm 26 năm lăng mộ và thờ Nguyễn Quỳnh Đức được công nhận bằng di tích lịch sử cấp quốc gia, cùng với sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị lãnh đạo, toàn thể quý quan khách về tham dự đại lễ ngày hôm nay, thì chúng ta có thấy làm cho cái buổi lễ thêm cái phần long trọng và nói lên cái sự tôn kính và tưởng nhớ đến đấng tiền nhân trong lịch sử hoài hùng của dân tộc ta. Thì kính thưa quý vị, thì trong thời gian tới, đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường sẽ tiếp tục cùng phối hợp với các cấp, các em, cùng phối hợp với lại gia tộc Nguyễn Quỳnh sẽ tiếp tục trong thời gian tới tiếp tục gìn giữ và phát huy mà Đức Tiền Quân Kiến Sương Nguyễn Đức đã để lại cho chúng ta, để sau này gìn giữ, để sau này các đời thế hệ sau này vẫn nhớ đến những cái công trạng, những cái đóng góp và những cái văn hóa mà Đức Tiểu Tiến Quân Kiến Sương Nguyễn Công Nguyễn Đức đã để lại và đi là trong lòng của nhân dân chúng ta mãi mãi. Thì trước khi đến dự buổi lễ hôm nay, trước khi rút lời, thì xin được gửi đến quý đồng chí lãnh đạo gia tộc Nguyễn Quỳnh, quý quan khách được mạnh khỏe, hạnh phúc, an lạc. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khánh Hậu vừa có đôi lời phát biểu. Kính thưa quý vị đại biểu cùng quý quan khách, hôm nay các thế hệ con cháu của gia tộc Nguyễn Quỳnh rất vinh dự được đón tiếp quý quan khách đến dự lễ chiêu niên lần thứ 200 của Đức Tiền Quân Kiến Sương Quận Công Nguyễn Quỳnh Đức. Thay mặt gia tộc Nguyễn Quỳnh, ông Nguyễn Quỳnh Giàu sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn gửi đến quý đại biểu, quý quan khách trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Quan khách, quý bạn bè thân hữu xa gần, kính toàn thể tất cả quý vị. Hôm nay kỷ niệm 200 năm đệ nhị bách niên ngày vui tiêu của Đức Cao Tổ Nguyễn Kiến Sương Quận Công Nguyễn Quỳnh Đức và 26 năm đền thờ và lăng mộ của người được công nhận vào di tích lịch sử cấp quốc gia. Sau khi đã nghe qua phần tiểu sử và ý nghĩa của ngày lễ và lời phát biểu của các cấp chính quyền đảng ủy địa phương, để kết thúc chương trình buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, chúng tôi xin thay mặt cho hội đồng gia tộc xin cảm tạ tất thành tình của tất cả quý vị quan khách, tất cả các thân hào nhân sĩ và tất cả các tôn giáo bạn đã nhân đôi chút thì giờ quý báu quan lâm tham dự. Sự hiện diện của tất cả quý vị cùng sự quan tâm không những làm cho buổi lễ kỷ niệm hôm nay được tăng thêm phần long trọng mà còn giúp cho việc phát triển mà còn giúp cho việc phát huy và bảo tồn văn hóa tại địa phương càng ngày càng thêm tốt đẹp. Cầu nguyện ở trên bổ quá ơn rằng cho tất cả quý vị thân tâm an lạc, quý thể hương thượng, cầu xin mưa thuận gió hòa và quốc thái dân an. Chúng tôi cũng không quên đề lời cảm ơn tất cả các cộng tác viên đã giúp cho cái buổi lễ hôm nay được hoàn bị. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Buổi lễ đến đây là kết thúc. Xin trân trọng kính mời quý đại biểu chúng ta nghỉ. Kính mời quý quan khách dâng hương tưởng niệm và tham quan di tích lăng mộ Nguyễn Quỳnh Đức. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Quốc An. Hôm nay xin trân trọng kính mời Đức trưởng Tiền Quân Kiến Sương Quận Công Nguyễn Quỳnh Đức. Trân trọng kính mời đoàn công ty Hoàng Khang do ông Nguyễn Hoàng Tướng làm trưởng đoàn đến dâng hương.
phụng cúng. Thank you.
Tây, Vũ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Văn học Lịch sử tỉnh Long An, xin trân trọng kính mời ông đến. Xin trân trọng kính mời đoàn trung tâm đền hùng phía Nam do ông Nguyễn Tấn Sĩ, thanh tra đền hùng phía Nam trên ban kiểm tra lịch sử đền hùng. Tôi xin đại diện của thanh tra của đền hùng đại diện phía Nam, ông Trần Lĩnh làm ban giám đốc và Ngọc Nga là cũng ban giám đốc. Và tất cả ngày hôm nay tôi đã là chuyên bên kiểm tra các dòng họ gia phả của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có về để tặng bức ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp là phó thủ tướng chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin tặng ban lăng của Nguyễn Bình Đức và ông Nguyễn Hội, Võ Bình Hội. Tôi xin kính trọng cho bạn ông, tôi xin chào. Và tôi xin chúc sức khỏe, ban tổ chức ngày hôm nay được thành công mỹ mãn. Thank you.
thì năm nay anh và chúng tôi cũng thấy và một số công chức cũng có một cái tinh thần để lo đến nơi đền thờ của ông để cúng đặt thật là đánh đảo, mặc dầu có bao nhiêu thì cũng phải là đi hết bao nhiêu mà đến đây để có lần có phần chiêm nghiệm để chiêm bái ông là có phần quan trọng. Vậy giờ đây ban lãnh tôi kính mời trong gia đình rủa hội đồng giải tập đến đại diện trước linh bài bằng linh có ông có lời cảm nghĩ đối với ông chức hội hương trình thành phản đầu. Vậy ban lãnh chúng tôi kính mời đại diện cho gia đình của hội đồng giải tập. Kính thưa ban quản lễ, kính thưa quý vị công chức được thành phản đầu, hàng năm vào 3/7/18/19/19 định gia tộc Nguyễn Quỳnh chúng tôi có tổ chức lễ dỗ cúng cao tổ là đức chủ thể quân kiến sư của công của Nguyễn Quỳnh. Năm nay nhân kỷ niệm lần thứ 200 ngày dỗ của cao tổ chúng tôi là được quý vị công chức hồi hương đến đây thắp hương chiêm bái cầu tưởng nhớ đến người xưa là vị cai quốc công thần của triều Nguyễn Gia Long, sự hiện diện và tham dự thờ cúng của công chức được thành cánh hậu làm cho buổi lễ tăng thêm phần long trọng và cũng nói lên cái tình cảm mà hương chức hội hương được cánh hậu dành cho gia tộc Nguyễn Quỳnh chúng tôi. Thay mặt gia tộc con Nguyễn Quỳnh chúng tôi xin chân thành cảm tạ đứng trước điện tiền chúng tôi cầu xin anh linh hiển thánh của cao tổ phù hộ cho quý vị cùng toàn thể giáo quý được dạng an và trong buổi lễ cũng như sự tiếp đón có điều chi sơ sức tiếp xin chức được thành cánh hậu qua kỳ bỏ qua cho một lần nữa xin chân thành cảm tạ. Chính quyền thành phố Tân An, kính thưa các cấp chính quyền phường Thánh Hậu, kính thưa hội đồng gia tộc đức chủ tiền quân tiến sư Bùi Công, kính thưa quý vị quan khách, hôm nay ban hội hương và ban quản trị đền thờ Thánh Hậu rất vinh dự hoan hỷ được đến tham dự đại lễ kỷ niệm lần thứ 23 của đức trưởng tiền quân chiến sư Bùi Công. Tổng cấm quân nhân, tổng cấm bách thành, tổng cấm gia đình thành. Nhớ lại thời kỳ vua Gia Long phục quốc, đức ông là một võ tướng tài ba, văn võ song toàn, sức mạnh vô song, hết lòng hòa chúa đánh nam về bắc, giúp vua Lao thống nhất đất nước, mở mang bờ cõi về phía nam. Từ đó Giang Sơn trải dài một cõi. Nhân ngày đại lễ kỷ niệm 200 năm của đức trưởng tiền quân tiến sư Bùi Công, chúng con ban hương thức hội hương cùng ban quản trị đình thần Khánh Hậu xin được thắp nén hương thành kính tri ân vị anh hùng dân tộc. Chúng con rất hạnh diện được làm con cháu của đức ông. Cúng xin đức ông ban phước lành cho bạn thân quá thắng được an cư lạc nghiệp quốc thế dân an. Giờ này ban hương thức cùng ban quản trị chúng con đã hành lễ xong. Trước khi dứt lời ban hương thức cùng ban quản trị đình thần Thánh Hậu xin cảm ơn các vị trong ban hội hương không các vị trong ban hội đồng gia tộc đức trưởng tiền quân chiến sư Bùi Công và ban nghi lễ đã cùng chúng tôi giúp chúng tôi hành lễ trang nghiêm đúng theo nghi thức. Kính chúc mọi người được nhiều sức khỏe thành đạt trong cuộc sống và xin hết và cảm ơn. Thank you.
tôi. Hai mặt trên là bầu quyền Nguyễn Quỳnh, chúng tôi sẽ chân thành cảm tạ đứng trước thiện tình. Chúng tôi cầu xin anh linh hiện khách của cao tổ phù hộ cho họ đạo tới khách cái nào cùng cầu thể giao biến được dạ an. Và trong buổi lễ cũng như sự tiếp đón có điều chi sơ xuất, kính xin quý vị quan hệ bỏ qua cho.
Lễ nó giặt nó hiếm nga đinh, đến nơi này, ngài là kiếp nên là kỳ
tiếng qua vàng quá đỏ đứng ở trên tiếp tới xuống là quận công con thần gắn phúc. Thank you.
cho mưa thuận gió hòa, nhân dân Khánh Hậu được hưởng nhiều phần ơn của cao tổ. Cầu xin Đức cao tổ thương mà phù hộ cho con cháu tất cả đều được vạn lành. Xin trân trọng kính. Nam mô Quỳnh Đức Đế Quân Hoàng Kim Mỹ Pháp. Nam mô Quỳnh Đức Đế Quân Hoàng Kim Mỹ Pháp. Nam mô Quỳnh Đức Đế Quân Hoàng Kim Mỹ Pháp. Đây Phật. Cho hay
xin là khi mà tự là quê mới biết mạng ấy hiểu mà danh ấy thoảng xót thay tình dưới riêng mau phận trong dưới trụ ba ngàn con em đất bay cùng tên ngang dọc chí Nam Nhi 200 dải cõi bờ dải bờ cõi non kỳ cơm áo nặng đầy ơn cụ chủ dân thân cho nước son sắc một ngăn lòng nói nghĩa cùng thầy tiếp xương mấy ngàn đổ kẻ thời theo cơ đích chạy sang miền thánh địa hâm hở mày nánh giữa giót chỉ non tay thầy chẳng đổi trời chung kẻ thời đón việc mau trở lại chốn cơn sơ trong cõi bắt quyết thu về một cõi chung nổi u âm mở suối bắt cầu riêng phần lao cổ cướp từng trải xiêm lan cao miên về gian định mới dần ra khánh thuận đã mấy buổi sơn phong hải lê trời cao ngang xoay rõ thấm phương trinh rồi từ đầu bàn nam hải ngãi lấy phu xưng mà chẳng tới thân thẳng tới thân long tại bao phen vũ pháo chẳng thế đất lũng thục vào nơi điểm hiểm cô phận tuyên tùy ngẫm lại cũng có duyên trường tranh đâu biết ở đâu là mạng số kẻ thời quen chân ngựa quyết giật cờ trong tận xót lẽ gan ngay vàng mà bạc ngà mạng nắm lông hồng theo đảng lạc tên bay kẻ thời bắt mũi thuyền toan cướp giao giữa dòng thương thay pháp tổng để thanh kinh phong đăng đang ngửa mặt nó bèo mà tôi sống vỗ phòng trang sĩ biết ở đâu miền minh mặt mặt mù gió lắp thổi dấu than mặt chinh phú ngôn dễ nét gian nắng lập lè lửa trời xem chừng cô ngã đâu ôi cùng lòng chung nghĩa khác số đoạn tu nữa cuộc công danh chiên thần kim cổ đôi anh là tiết xương ở đồng trang sắc thanh bảo kiếm trăm năm vàng mới có ngỡ máu cơm phải trả đến hình hài nhưng là khen giả đã gan vàng bóng bạch câu xem nửa phút như không ơn dày đổi cuộc cũng cam trong thế phủ phận đà không gác khỏi đời mấy danh đã đẩy ngàn cây nổi cỏ thiết ngăn gì theo cờ trước gió thân cẳng quân màng xương đệm giang những chờ xem cao thấp bức căn thưởng tiếc cho khi lỡ bước giữa dòng kiếp mà đã về khỏi suối làng
mấy nào mà kịp có thấy cái tên nhiều mà ơn vũ ngà lộn dân thượng đức hồi ngà lon tháng trước còn ứng nghĩa dẫu quảng ngà thuận ngày thanh cũng ngà dậy dội ân quan gieo xuống khắp cái đèo ngang mà những người từng thượng tận ngày xưa sắp tấu công từ ngọn vị thân dẫu đến giờ treo tình tự nằm trong lá xô ngọn còi rút nguyệt nơi lẽ nơi vui nghiệp sống dồn quan chung tôi chung ủ đã biết anh hùng thì chẳng quản cái sinh không cái tử cũng là không nhưng tiếc cho tạo quả vốn cho tình ngàn năm một hội tao cùng phận thủy con phận chung sao chẳng con bản chức nay càng việc ta biên phòng chạm niềm mà chuyển thu vui trướng nứt mùi chung đỉnh chợt nhớ chén rượu đó có đông gần trong nhà lỡ vẽ áo xin áo chim cảnh nghĩ buổi mạnh tù mà chung trước gió bừng phân kẻ mắt cái giới anh người còn tưởng thấy đâu thầy đâu là tớ nga đoan nên phủ định từ đây còn sốt nổi vui chua lòng mọc lễ chén rượu thôi cái vàng chữ tương đồng ngẫm lại chốn đình ninh cấp mặt các bang quân cờ đầu nên đỏ có cảm thông thì đến đó khuyên mời dù đến tính hãy nghe lời dẫn dỗ buổi trên chiến hoặc là quan hay chẳng cũng chớ đề kẻ trước người sau hàng trên lớp vui khao thưởng ngân rồi sẽ tấu biểu dương cho hội thanh bình có nghĩ rằng không có nghĩ rằng không dù ai con cha già mẹ yếu vợ quá con coi ăn tập hết cũng ban tồn chút đủ hồn phách đâu đều ngày tháng xuống nghiêu ngày cốt đó như nước non thanh vũ cơ quyền diệu hoặc thân trầm chương rõ thiên thời về cố quận để hương thơm lửa căng tiếp tay xin nhậm lại cửa tiền quân niềm tôn thanh dù sinh tử chớ ngân này lính thời hộ hoàng triều cho bể đặng sông trong duy dạng kỹ chưa rồi ngôi bảo hộ hưởng ơn văn ngài.